ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục xét xử vụ án ăn gian điểm thi. Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với các nhân chứng cũng như người có quyền lợi và bổn phận liên quan. Một cái tên đáng lưu ý đã được nhắc tới, đó là ông Nguyễn Minh Khoa, nguyên phó trưởng phòng 33 Công an tỉnh Sơn La. Theo đó, trả lời tại tòa, bà Nguyễn Thị Thúy, người được xác định chuyển thông tin thí sinh cho ông Khoa 118 người trung gian, cho biết bà công tác tại Đại học Tây Bắc là đồng nghiệp với cung phi ông Khoa. Tuy nhiên, bà phủ nhận việc cung cấp thông tin thí sinh cho bất kỳ ai. Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ ăn gian điểm Sơn La. Ảnh Tuyến Phan. Đáng lưu ý, thẩm phán Quản Hữu Chiến, chủ tọa phiên tòa, công bố ông Nguyễn Minh Khoa hiện không có mặt tại tòa, đã đi khỏi nơi cư trú. Ông Khoa chính là một trong 6 người bị tòa ra lệnh dẫn giải vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Theo đại dương sơ vụ án, ông Khoa vào vai trò cầu nối tiếp nhận thông tin thí sinh cần nâng điểm để chuyển tới các bị cáo, ông cũng được cho là trực tiếp đưa hàng tỷ đồng để cảm ơn sau khi công bố kết quả thi. Cụ thể, kết luận điều tra cho thấy ông Khoa nhận thông tin của 5 thí sinh, trong đó có con của ông Lê Trọng Bình, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La. Tiếp đó, vị công an này chuyển thông tin thí sinh cho Lò Văn Huynh, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, cùng hai cấp dưới là Đinh Hải Sơn và Nguyễn Khắc Hưng, hai cựu cán bộ phòng 33. Về động cơ mục đích, ông Khoa khai rằng chỉ chuyển thông tin để nhờ xem giúp điểm, nếu biết sớm điểm thi, các thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng kịp thời. Ông Khoa khẳng định không nhận tiền, lợi ích vật chất từ các gia đình thí sinh, cũng không chuyển tiền hoặc lợi ích vật chất cho những người ông nhờ xem điểm. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy những thí sinh được vị công an này nhờ xem điểm đều được nâng điểm để đậu vào các trường đại học tốt đầu. Hơn thế, theo lời khai của Lò Văn Huynh, bị cáo đã nhận của ông Khoa 1 tỷ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh. Số tiền này, Huynh và người nhà đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan an ninh điều tra. Tuy nhiên, khai với cơ quan điều tra, ông Khoa một mực phủ nhận việc thỏa thuận và đưa tiền, do đó không đủ căn cứ để xử lý về nhóm tội đưa nhận môi giới hối lộ. Cũng theo cáo trạng, ông Khoa dường như là một trong những người trung gian rất quyền lực. Bởi trong số 5 thí sinh mà ông nhờ các bị cáo xem điểm thì có tới 3 người được gửi gắm chỉ thông qua một cú điện thoại. Cụ thể, ngày 27 tháng 6, Lò Văn Huynh nhận thông tin của ông Khoa 2 thí sinh nào nâng điểm các môn toán, vật lý, tiếng Anh và nâng điểm các môn toán, vật lý, tiếng Anh. Ngày 27 tháng 6, Đinh Hải Sơn thu được điện thoại của ông Khoa gọi đến nhà trao đổi, đưa thông tin của thí sinh. Cùng ngày, Nguyễn Khắc Hưng cũng thu được điện thoại của cấp trên, gọi đến nhà và đưa thông tin của thí sinh nhờ nâng điểm môn toán đạt 9 điểm. Tiếp đó, tối 30 tháng 6, trong lúc các bị cáo đang sửa bài thi tại nhà Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh thu được điện thoại của ông Khoa nhờ nâng điểm cho thí sinh nâng các môn toán, vật lý, hóa học.